Thôi kệ, thấy hình ảnh này là vui rồi. Hồi ông hỏi ngàn ký hơn nha. Chiếu cho người ta là không có bị gì khác. Thực ra là 3 năm nay á, là chỉ có tivi, thì tivi đọc quảng cáo 18. Dạ. Ô yeah, kìa, coi kìa. Ô yeah. Thắng rồi, thắng gì? Thắng từng cái bóng rồi. Gửi lời chúc các má, các dì, các anh, các chị trong cái làng bánh uống lá tre luôn lúc nào cũng mạnh khỏe. Dạ, xin em mến chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là cây cầu Hiệp Hưng trên con đường Phạm Thế Hiển. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 6 2023, tức là mùng 4 tháng 5 âm lịch. Thế là ngày mai là Tết Đoan Ngọ nửa năm rồi anh chị. Con đường Phạm Thế Hiển này men theo dòng kênh đôi, nơi đó có một cái xóm nhà sàn. Mà cứ mỗi lần Tết Đoan Ngọ thì ở đây một cái làng làm bánh ú lá tre. Và với cái Tết Đoan Ngọ này thì Sinh Y cũng muốn chia sẻ với anh chị hình ảnh của một cái làng sớm nhà sàn men theo dòng kênh đôi làm bánh ú năm nay như thế nào anh chị ha. Rồi bây giờ thì Sinh Y gồm hai phần. Một phần là chúng ta sẽ men theo cây cầu Hiệp Hưng, con đường Phạm Thế Hiển. Sau đó thì chúng ta sẽ đi bộ vào bên trong cái xóm nhà sàn làm bánh ú lá tre. Gửi anh chị và các bạn, đây là một cái công viên. Ngày xưa ở đây là nhà sàn nhiều lắm. Nguyên một cái dãy nhà sàn men theo cái dòng kênh đôi này. Cái hướng thẳng của anh chị đó là chúng ta về xóm đạo Phạm Thế Hiển. Nhưng mà Sunny sẽ quẹo trái lên cầu để về chợ Phạm Thế Hiển nha anh chị ha. Thế là nửa năm trôi qua một cách rất là nhanh. Không biết là anh chị những kế hoạch, những mục tiêu đã thực hiện được gì chưa. Đối với Sunny đó, những mục tiêu của Sunny cũng rất là bình thường thôi. Ngày thì chia sẻ những video clip gửi tới anh chị, làm sao mà những hình ảnh của Sài Gòn thể hiện qua những con đường góc phố. Rồi chúng ta đi lên, quẹo lên cầu. Đây là cầu Hiệp Hưng 2 anh chị ha. Còn cầu Hiệp Hưng 1 thì đầu video clip có cái cầu sắt á, là trên bến Nguyễn Duy, là Hiệp Hưng 1. Mé bên kia đầu video clip Sinh Y có quay một đoạn ngắn. Rồi cái hướng này là chúng ta về chợ Phạm Thế Hiển. Sài Gòn thì có những cái xóm nhà giàu, cũng có những cái xóm lao động nghèo men theo cái dòng kênh, dòng sông. Thì ở đâu cũng vậy, có cảnh này cảnh kia. Đôi khi như thế thì nó mới ra xã hội, như thế nó mới ra cuộc sống. Thì mình chiêm nghiệm, nhìn ngó để mình hiểu một phần nào đó cuộc sống này hơn. Mà khi mà hiểu rồi thì mình yêu đời hơn anh chị. Rồi mé bên trái đó bắt đầu là có những cái xóm người ta làm bánh ú lá tre thức cả đêm. Các má, các dì gói bánh. Thì đối với cứ Tết Đoan Ngọ thì cái xóm này nó mới vui. Còn ví dụ như Giáng sinh thì xóm đạo Phạm Thế Hiển thì vui. Cuộc sống là tràn đầy những niềm vui, nỗi buồn. Lúc nào cũng thăng trầm, lúc nào cũng hỷ nộ ái ố. Thôi chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm để hiểu hơn một ngôi làng, một ngành nghề, một cái xóm của Sài Gòn. Bây giờ Sunny sẽ gửi xe và cùng đi vào hẻm với anh chị nha. Ở đây thì không biết, gửi xe bên trái thì người ta bán bánh ú nhiều lắm.
Bây giờ tìm cái chỗ để gửi xe anh chị. Sau khi gửi xe trên con đường Phạm Thế Hiển thì đây là phía trước người ta buôn bán một dãy rất là nhiều. Bây giờ thì Sinh Y sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi vào cái khu sớm người ta làm nha anh chị ha. Rồi sau đó thì vòng ra ngoài đây để mua chục hai chục gì đó. Rồi mời anh chị nha. Đó. Ta bán dọc dọc ở đây nè. Rồi bây giờ thì Sinh Y sẽ quẹo bên phải. Cái hẻm này thì đôi khi bị lộn dữ lắm. Xa xa là cầu Hiệp Hưng, đầu video clip. Hẻm 1172 Phạm Thế Hiển nha anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vào trong hẻm này. Phía sau những cái nhà phía là dòng kênh đôi đó. Cứ mỗi năm thì Sinh Y thường gửi anh chị những hình ảnh này, những nhà bà con lối sớm thức cả đêm để làm. Rồi mình quẹo ở đây nè. Con đường mình đi vô sớm bánh ú lá tre nè. Mé trái những căn nhà này thì ở phía sau là nhà sàn nha anh chị. Nguyên một con cái sớm. Buổi tối thì trong đèn để làm. Đó, hình ảnh các anh làm nè, gói bánh, nấu. Cái lò. Ủa cô cho nước con dịch thịt vô. Ê, đừng có chồi vậy bệnh, để mua cái nước con dịch thịt vô. Anh làm luôn đi, anh làm luôn đi. Cái này cái nồi nấu nè anh chị. Nấu suốt luôn. Đây hình ảnh lá tre. Đó, má đang làm. Dạ. Dạ. Còn 11 nữa. Má 29 hả? Dạ. Dạ chào má. Chào gì? Dạ, thôi kệ, thấy hình ảnh này là vui rồi. Dạ. Năm nay có vẻ như mình mấy cái lò kia thấy ít làm. Dạ không làm nhiều đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi, thấy cái chợ dạo này vắng lắm. Thôi các má các dì khỏe nha. Dạ. Các má các dì thì năm nay thì chợ ế quá. Đây nguyên một cái khu vực đó, nổi lửa nè trời ơi đó. Thấy không? Đó. Nguyên một cái nồi. Đó. Nóng, rất là nóng. Rồi thôi chúng ta đi tiếp nha. Đó, nguyên một cái sớm nè, củi nè. Năm nay thì Sinh Y thấy mấy một số cái lò người ta cũng nghỉ, người ta cũng không làm quán quá.
Đó. Gói bánh năm nay hình như mấy cái lò thấy ít làm hơn, ít hơn năm ngoái cô ha. Cũng dễ ăn. Dạ. Sớm này vui, năm có vui một ngày này, mấy ngày hôm nay. Tết nửa năm mà. Dạ, đoan ngọ. Ơi, con ăn chưa? Đó. Chết mẹ chi giờ nó kìa. Chồng. Con kẹo em hả? Một giờ cô gói được bao nhiêu cái bánh cô? À, không để ý nữa hả? Dạ. Ngày cô gói được bao nhiêu cái? Hồi ông hỏi ngàn ký hơn, ngàn cái hơn á. Ngàn cái hơn, trời ơi, làm túc trực luôn. Một thiên. Dạ, 1000 cái. Dạ. 100 cái là đói đúng rồi. À, đây nếp nè. Dạ, đây nếp nè. À, nói là ở đây mát các gì các ngày các cả thiên ngàn cái. À, lá tre là rửa xong đầu gối. À, các gì khỏe nha. Đi. Nổi lửa lên. À, sau khi nấu chín rồi các anh giao ở chợ. À, khi mà nó xanh lên nhưng mà nấu một thời gian thì nó sẽ như thế này anh chị. Rồi. Theo như nhận xét thì năm nay á, thì vắng hơn, một số lò vắng hơn năm ngoái. À, một số lò cũng nghỉ không có gói. À. Đó, dì bà ngoại gói nè. Đó. Dạ, con chào dì. Cái sớm này mỗi lần mà cứ Tết đoan ngọ là vui. Dạ, nhà nhà đều làm. À, thôi gì bà ngoại khỏe nha, con đi. Dạ, dạ con cảm ơn. Đây là một cái xóm, một đoạn nhỏ thôi anh chị. Mình cứ đi dài dài trên con đường này anh chị. Công nhận nói gì thì nói chứ cái sớm giềng có nhau vui anh chị ha. Đây cái này giống như bánh ú bát tràng. Bánh ú bát tràng. Đây bát tràng phải không cô? À, bát tràng. Đó, cô xào nè. Rồi, mình đi tiếp. À, có nhiều loại của bánh, của Tết đoan ngọ như bánh ú lá tre, bánh bát tràng. Bánh bát tràng thì thường thường người Hoa ta làm nhiều. Cô nghỉ ngơi giờ cơm trưa. Nhân đậu xanh làm nếp. Chào cô. Trời ơi, sao quay hoài vậy? Hả?
nổi tiếng nha. Dạ. Vô xô bít. Cái lớn lớn ai ạ? À? Lớn quá hả? Lớn như lắm lớn rồi đó. Tất cả luôn đó. Cũng lớn nữa. Đó. Đó, đây cái. Nấu ga, ở đây nấu ga chứ không có củi. À, nói chứ anh chị, à, những cái Tết Đoan Ngọ ngày xưa đó chị nhớ nó vui lắm, đặc biệt là khi mà về quê ngoại, quê nội, à, những ngày này thì những người con xa quê xin nghỉ phép và về quê chơi vài ngày, nhưng mà ngày hôm nay thì cái Tết nó mai một dần rồi. Nó cũng giống như những ngày thường thôi. À, thì cái làng nghề này bây giờ các má các dì gói, nhưng mà một thời gian sau thì nó như thế nào, các bạn trẻ có gói hay không, hay là vô siêu thị mua, cái nghề này xin đi nghỉ thì nó sẽ dần dần mai một. Nhớ cái Tết Đoan Ngọ ngày xưa vui lắm. Xin đi những cái Tết này thường về quê ngoại chơi, cũng mặc đồ mới, nhà nhà đều bắt đầu cúng kiến tổ tiên ông bà, rồi cầu cho tổ tiên ông bà phù hộ mưa thuận gió hòa, chuẩn bị những tháng ngày kế tiếp. Rồi bây giờ thì chúng ta ra con đường Phạm Tiến Hiển mua bánh. Ở trong đó là chỉ gói thôi anh chị, nếu mà mình muốn mua là người ta không bán đâu, tại vì người ta chỉ bỏ mối thôi. Thì điều đó cũng rất là hay. Năm ngoái Sunny cũng hỏi mua nhưng mà nói không, em cứ ra ngoài mua. Điều đó cũng rất là hay. Chứ mà giả tỷ mà người ta gói người ta bán thì ở ngoài đây thì như thế nào cũng khó. Và Sunny sẽ tiếp tục trên con đường Phạm Thế Hiển này đi một vòng đó. Thì theo anh chị nhận xét như thế nào? Theo Sunny nhận xét so với video những năm trước đó, thì có một số nhà người ta nghỉ gói, nên anh chị đấy thấy không còn cái nét nhộn nhịp giống như xưa nữa. Thì năm sau nữa thì như thế nào, thì hy vọng rằng cái ngành nghề này nó đừng mai một, và cũng nên thông qua cái video clip này xin đi cũng nghĩ nên giữ gìn cái tục cổ truyền này, Tết Đoan Ngọ. Tại khi mà cúng kiến ông bà tổ tiên, lúc nào mình cũng cầu xin cho sức khỏe, gia đạo, cầu xin sự bình an. Mà khi cầu xin như thế đó, thì lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta nhận ra mình phải cố gắng hơn nữa. Công ăn, việc làm, đối nhân xử thế. Đó. Đây, bánh ú nhà làm. Và Tết Đoan Ngọ thì có những cái lá người ta tập tục người ta treo ở cửa nhà, và cũng có một số người cái Tết diệt sâu bọ. Cái từ diệt sâu bọ xin đi nghĩ là nghề nông mà diệt để có những mùa vụ tốt tươi sau này. Đây, bánh đây. Nguyên vàng bánh. YouTuber kìa. Cái này nhiêu chục vậy chị? Nhân gì vậy? Dạ, nhân đậu xanh mất lý, chị mới ăn thử thật ngon. Ngon hả? Dạ, 90 ngàn. Đó. Từ dưới Long An mà chạy lên á. Trời ơi,
hạnh phúc thì chị là hạnh phúc bao nhiêu chục? 90.000 nhà. Có có nhân sầu không ăn được sầu riêng, sợ nó có. Đúng rồi, cái này nhân có mứt bí à. À mứt bí đó hả? À vậy à. Chín chục ngàn. Bánh đà chất lượng. Với lại cái bánh này cô biết sao cô chiếu cho người ta là không có bị người khác. Thực ra là 3 năm nay á, yeah, là chỉ có TV thì TV đọc quảng cáo 18 bản thân hiện. Đó là từ chị cô 3 năm nay ở đây là hôm nay lên, mỗi năm lên lần của này. Dạ dạ dạ. Lấy cho 20 đi. Dạ. 20 có túi ni lông bỏ. Mua rồi nè. Dạ. À. Mở nhà đó có 40 rồi đó mà cũng phải chạy lên học chị. 25 từ chị. Rồi lấy cho 20. Mời anh có cái túi đỏ đẹp nè. Ừ, anh có 3 từ anh túi đỏ đi. Túi đỏ thôi. Dạ. Chị trả tiền. Dạ. Đánh ra là chị quay lại vô phòng. Dạ. Rồi, chị thối tiền. 20 rồi chứ. Thối tiền 20 đó. Dạ, 20 đủ rồi em. Thử đi em thôi. 34. Trong đó 1 chục có 12 lượng. À, chục 12 lượng. Cắt 1 2 cái đi ra ngoài còn 1 chục biếu được. Dạ dạ, không không, cứ biếu hết cho người ta mà. Nhưng mà anh cắt 1 cái mới thử thì dạ. Đỡ đi. Dạ. Tại mỗi người một khẩu vị mà. Dạ. Hôm nay cả chị mới cho 2 từ. Chị dễ thương quá, từ bên Long An chạy lên đây. Anh á hả? Không, chị à. Cô. 2 chục đó anh. Dạ 2 chục. Rồi, cảm ơn. Chú ơi, mua giùm cho từ số chú. Cảm ơn anh. Trời. Mình biết nó mạnh mẽ rồi chú. Chú, mua giùm cho. Dạ, 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 không chơi. Dạ, dạ, cảm ơn. À, chào cô Long An nha. Dạ, 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 dạ. Dạ. À, 20. À, xin đi thường thường thì vợ không ăn được sầu riêng. À, nên chính vậy thì à, trước tiên mình mua mình cúng kiến, rồi sau đó thì vợ thưởng thức mà không ăn được sầu riêng thì xin đi không có mua cái vị sầu riêng. Đây. Đó, quyền một chùm. Đấy, cô kia dễ thương quá, từ Long An mà lên đây. Cứ đi dọc ở đây thì có nhiều loại bánh ú bắp à, ở đây nè người ta tiếp chồng nhưng mà mình mua rồi anh chị, mình sẽ mua một cái bánh ú bát tràng. Dạ em mua rồi, em cảm ơn nha. Bát tràng á hả? Dạ không, bánh mặn chứ không phải bát tràng. À bánh mặn hả? Dạ bánh mặn hai màu. Hai màu hả? Không không có mua cái bánh bát tràng. Ở đâu có ta? Dạ. À này bánh mặn. Có. À, bán trái cây luôn nè anh chị. À, bánh mặn thôi. Bát tràng ở đây cũng có. Anh chị thấy vui không? À đây là cái khu vực hành chánh của quận 8. À, phía sau lưng của Sunny đó là chợ Phạm Thế Hiển. Đây, à, quận 8 bây giờ thay đổi cũng nhiều lắm anh chị. Nhưng mà chỉ có khu vực trung tâm hành chánh thì nó đường xá thay đổi thôi. Nó vẫn còn tồn tại những cái mảnh đất cánh đồng hoang, những cái căn nhà sàn theo dọc dòng kênh. À, quận 8 thì kênh rạch chằng chịt. Và có nhiều lễ hội lắm, lễ hội trái cây trên bến Bình Đông, bán hoa Tết trên bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền, bánh ú lá tre Tết Đoan Ngọ. Ô, bánh này bát trạng hả? Cho anh cái đi. Cái bánh quảng.
Hả? Cái này nó khác với bánh quảng. Cái này nó nếm nó rang với nước tương xì dầu á. À nó à. Hương. À. Với rồi ok, cho anh cái. Oh yeah. Thắng rồi, thắng gì? Thắng được cái bánh rồi. Thắng hết cái này mới được chứ. Cầm cầm giùm đi là lấy tiền. Chứ mà lên làm poster quảng cáo. Ông thầy giờ dễ quá. Bá Trạng Phúc Kiến hay là Phước Kiến? Phúc Kiến á, tại vì anh trai. À, đúng rồi. Phải lấy luôn, để tao sửa lại. À, tiếng Quảng là tó tó chè, còn cái này là Phúc Kiến là nói Sawadika. Phun gà. Tó Thái Lan. Nó nóng quá nó sạn rồi. Cảm ơn em. Rồi bye nha, bye em nha. Cái nhân nó vậy. À cái nhân nó vậy. Nóng gơm, hạt sen, xanh. Chính cái đếm nó đang thương. Okay. Thôi cầu mong bán hết nha. Dạ, à, à, ok chào. Bye bye. Vô ăn một lần là nhớ một đời. À, năm sau gặp lại. Đó, à Sunny cũng một cái đoạn clip ngắn để chia sẻ với anh chị cái làng nghề bánh ú lá tre trên một cái xóm nhà sàn bên dòng kênh đôi, kênh con đường Thạch Thiên Thiện quận 8. Thì theo Sunny nhận xét thì năm nay thì nó vắng hơn năm ngoái. Như các má các dì nói là năm nay chợ ế nên người ta đặt cũng không nhiều. Đó là thực trạng của cuộc sống ngày hôm nay cũng rất là khó khăn. Nhưng mà Sunny cũng muốn ghi nhận lại những hình ảnh đó. Đó là một cái cuộc sống Sài Gòn mà anh dì. Và Sunny nhân Tết Đoan Ngọ cũng kính chúc cô chú anh chị cùng gia đình luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an, những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bình an nhất, an lành nhất đến với cô chú anh chị cùng với gia đình. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau và gửi lời chúc các má các dì, các anh các chị trong cái làng bánh ú lá tre luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, nhiều điều may mắn, hanh thông trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại.